Rồi, chào các bạn. Hiện tại là khoảng 7 giờ 20 phút sáng ngày 6 tháng 1 năm 2022 và mình đang có mặt ở góc đường Châu Văn Liêm, Trần Hưng Đạo, quận 5. Sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn bún bò nha. Một nơi bán bún bò rất là đông khách ở khu vực Thương Xá Đồng Khánh, nằm trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5. Và chỉ bán vào ngày thứ năm thôi, là bởi vì cô đó một tuần bán 7 món. Rồi, chúng ta đi nha. Qua hướng bên kia, Trần Hưng Đạo. Đây, bên phía tay trái là Thương Xá Đồng Khánh ha, trước mặt các bạn, góc đường Trần Hưng Đạo, Phùng Hưng. Và đây bộ quế. Thì chúng ta đã tới nơi Thương Xá Đồng Khánh, đằng kia là 465-473 Trần Hưng Đạo, phường 14, quận 5. Trà đá luôn. Rồi, chúng ta đi vô nha. Rồi, cho em 2 tô đầy đủ nha. Ở đây nồi nước lèo khá là lớn, có thơm, có củ cải trắng nè. Cái nồi này khoảng bao nhiêu lít vậy hả? Dạ. Dạ, không bao nhiêu tô chị? 300 tô. 300 tô một ngày. Đây. Rồi. Ở đây có giá, có bắp chuối, có rau sống. Rồi, ở đây có giò heo với lại có nạm, có chả. Cho em đầy đủ ha. Đầy đủ là 35 ngàn hả chị? Đầy đủ 35 ngàn. Dạ rồi. Em muốn ăn mấy này để sướng. Tô thứ nhất. Mình bán gốc này được bao nhiêu năm rồi chị? Chị bán trên 20 năm rồi em. 20 năm rồi. Ừ. Và là 7 ngày 7 món đúng không chị? 7 ngày 7 món biết hay luôn ta. Con em nó ăn rồi kìa. Bữa nay thứ năm là bún bò. Ừ. Ngày mai thứ sáu món gì chị? Thứ sáu chị bán bánh canh nuôi. Bánh canh với nuôi thứ bảy. Đầy đủ ha. Đợi chị chút xíu. Ôi, chúng ta đi qua góc bên kia ăn bún bò. Đây, tô 35.000 đồng. Ngồi bên đâu Huy? Ừ. Đây, mình quay cận cảnh. Ở đây có rau trụng ha. Rồi, sa tế, ớt chanh, trà đá là mua riêng. Bạn rồi đó là chỉ làm liên tục luôn á. Thực ra cái này phải gọi là bún bò. Cũng đũa em xóc còn bún lên quý. Ở đây chúng ta thấy nè, 35.000 đồng có được một cái cục giò, rồi một miếng nạm, hai miếng nạm chứ, rồi hai miếng chả đó. Ok, bún. Em dùng cái đũa em gấp cái phần cái cục giò lên, thì gấp cái phần giò nó có đây giống như phần sườn chứ. Sườn của bên em là cái gì vậy? Hồi nãy tưởng nó là giò chứ.
Những giò heo chứ. Ủa xanh sườn luôn nhỉ. Vậy cái gọi là nãy này là bún bò sườn heo. À, bún bò sườn heo. Bún bò Huế có. Bún gì heo, bún bò Huế. Bún bò sườn heo này ăn thôi Quy. Thì mình đã ăn một phần tô bún bò, ở đây gọi là bún bò sườn thì đúng hơn. Thì tất cả mình có thể dùng một từ là ở mức độ ổn. Mình dùng từ mức độ ổn các bạn nha. Đầu tiên là phần nước lèo nè. Nó không hẳn mặn. Nó cũng không hẳn là ngọt. Vị nó cứ hơi ngang ngang á. Ở mức trung bình. Mùi thơm rất là nhẹ của bún bò. À, phần cộng bún vô ok. Cái miếng chả mình thấy ăn được. Riêng phần nạm hơi khô. Cái miếng sườn mình thấy nó hơi mềm. Nó mềm, nó có chút xíu béo. Có vẻ là tại vì chỉ hầm nó khá lâu. Chứ thực sự là đồ cũng là đồ tươi. Nhưng mà nó mềm rồi. À, sa tế thơm, ớt cay. Được con cái là ngồi ngay thư xá Đồng Khánh, nhìn ra thư xá Đồng Khánh. Tất cả mức độ ổn chứ không có gì để mình cũng hơi nguội. Đúng rồi, nhiệt nó hơi nguội. Tất cả mức độ ổn chứ không có gì gọi là xuất sắc còn là để đáng nhớ. 70 à. Ừ. Mình nhìn cái tô bún là mình đủ hiểu cái độ nhiệt của nó rồi. Cơ bản là cái giá 35.000 đồng này với cái lượng thịt này thì mình thấy là ổn thôi. Ổn nhờ vào vị trí và ổn nhờ vào cái lượng thịt. Rồi, chúng ta ăn hết tô bún bò nhìn ra từ xã Đồng Khánh. Dòng đời vẫn đang chảy ha, bên ngoài kia. Thực sự á, thì mình đọc trên mạng thì mình thấy là chị bán rất là đông, 7 ngày 7 món. Tuy nhiên mình vẫn có một cái cảm nghĩ ở chỗ là thường á, một người mà bán 7 món trong 7 ngày á, thì khó lòng có một món chuyên. Thường thì mình đi ăn, mình thích một cái quán nào đó nó bán chuyên về một món một ngày. Mình lộn, chuyên về một món, hai món liên tục luôn. Thì họ sẽ có sự chú tâm hơn. Như là mì, thực ra là mì sủi cảo. Hoặc là bán là mì với bò kho. Thường là chỉ hai món như vậy. Thôi ổn thôi em. Các bạn, đây là con hẻm mà ngày trước mình đã quay nè. Hẻm con cọp ha. Ngay bên cạnh chỗ bán bún bò. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi uống cà phê nha. Rồi. Đây tất cả những người đang ngồi ăn bún bò. Buổi sáng trong lành. Bên kia con rồng, con chó, rồi con heo. Chú đó bán mấy cái con rồng, con heo, con chó, con gà. Vui ghê á. Đi Sài Gòn luôn. Qua quay lại chiếc xe. Bốn này cũng lớn tuổi à. Tại vì có phiếu gạo ha, có phiếu gạo cho phiếu gạo ha. Giờ không có phiếu gạo. Thật sự thì anh chị bán bún bò đó, anh chị vui. Và anh chị có một cái lượng khách hàng phải nói là rất là khá. Tuy nhiên là thực là cái tô bún bò đó về cái vị thì không có đạt như cái vị của mình. Nói chung không hợp khẩu vị với mình đó. Chỉ có thể mức độ ổn thôi. Nói chung là từng lớp lao động ăn cho no bụng qua ngày thì ok.
chúng ta đang trên đường đi uống cà phê ha, trong một con hẻm thuộc chung cư cũ ở ngay khu vực quận 6. Video này mình cũng muốn nói rõ hơn chút xíu về cái vị của mình. Quy chạy chậm xíu đi Quy. Mình là một người ăn được chua, cay, ngọt, mặn, nồng, đắng, chát. Về cái vị chua là thường là mình ăn theo vị chua của Thái. Có nghĩa là mình ăn chua thì sẽ rất là chua. Tuy nhiên không hẳn là chỉ là vị chua của Thái mà vị chua của bên Campuchia, mức độ chua thanh, chua nhẹ mình cũng ăn luôn. Nói chung là chua thì phải ra chua. Ngọt mình ăn là ngọt từ xương thịt, có thể nêm chút xíu đường vô. Nếu mà cái món ăn nào mà cảm giác mà cái vị đường mà nó gắt lên đó, thì đối với mình là thua. Mặn mình ăn được muối hột, cay nồng. Về cay thì mình ăn ớt ba chi, thậm chí là mình đi Trung Quốc á, mình ăn có loại ớt mà gọi là xào chung với muối và cắn một cái là nước mắt chảy ra. Có nghĩa các bạn hiểu là mình ăn cay rất là cay, cho nên ớt nào mà không cay là mình không ăn. Giống như ớt chuông thì mình rất ít ăn, là bởi vì thực ra là mình ăn mình cảm thấy rất là kỳ. Về độ nồng thì mình ăn tiêu. Ăn tiêu thực ra là trong lẩu nào mà như lẩu ăn bao tử á thì mình ăn tiêu rất là nhiều, và trong đó là tiêu xanh hoặc là tiêu tiêu đen. Chát thì các loại lá mình đều ăn luôn, đắng mình cũng ăn luôn. Như khổ qua, đối với mình á, khổ qua mà ngon chính là khổ qua rừng hoặc là khổ qua đèo. Điều này không có nghĩa là cái món khổ qua không đắng là mình không ăn, như là khổ qua của tiệm Tín Vũ, phần canh đó khổ qua hoàn toàn không bị đắng nhưng mà nấu rất là thơm. Như vậy là có đủ rồi. Nồng thì từ các món có liên quan tới rượu mình cũng ăn luôn. Mình nói như vậy để các bạn hiểu được về cái vị của mình và khi mình đánh giá là trên cảm nhận của mình. Đây các bạn, chúng ta đã tới nơi nha, gần tới nơi khu vực uống cà phê trong hẻm. Trong một đây là Quy ơi. Hẻm 160. Hẻm 140. Chúng ta đã tới nơi nha, hẻm 140 Phạm Đình Hổ. Thực tế thì không phải là khu chung cư mà là một cái hẻm các bạn. Điều quan trọng nè, các bạn thấy nè, cà phê ngày xưa. Cái này là mình đọc trên mạng nha. Rồi, thấy thích cái không gian này thực sự. Dẫm cà phê, uống cà phê. Cho con ly cà phê sữa đi cô. Cà phê sữa đá nè. Dạ. Cái kiểu tủ này lâu lắm rồi nè. Lâu lắm rồi, mấy chục năm rồi, hồi ba tương đáng tới bây giờ rồi. Dạ. Đặc biệt là mấy cái kiểu chân thuốc lá này nè. Cái màu xanh này nữa. Chân thuốc lá này cũng mấy chục năm rồi, đâu dạ. Phải mới đây đâu. Dạ. Có thì cái vỏ chè đó nữa kìa. Bây giờ muốn kiếm cái vỏ này còn không có nữa. Dạ. Nếu mà không ăn chai nè. Ừ. Nếu mà bây giờ anh đi các quán thì sẽ không còn những chai nước ngọt này nữa. À, Pepsi chai. Thực ra bây giờ khó tím gì phải không? Không còn Hòa Bình nữa. Cái chai Hòa Bình mà màu vàng vàng cam cam á. Hòa Bình thì xưa rồi. Cái đó là quá xưa rồi. Cái này là chai gì đó? Trương Dương, của Trương Dương. Trương Dương nhưng mà không biết là nó mùi mùi gì nè. Không biết phải giống như mùi Hòa Bình không nữa. Còn là Coca chai này á. Ít lắm. Không bao giờ là không có còn chỗ nào uống cái chai Coca. Bây giờ hầu như là sẽ uống cái chai mới hoặc là cái lon. Lon hoặc là chai cũ. Cái chai cái xưa là không còn. Ở dưới bán đây từ mấy giờ nha Di? Mấy giờ sáng? Tới 12 giờ. Dạ. Đặt quán là 5 giờ. Thích cái ly này nè. Đây cái ly này cũng là cái ly hồi xưa nhà mình có nè. Đi uống trà là mấy cái ly này. Ly này là hồi xưa. Dạ dạ đúng rồi. Đó. Đúng rồi. Mấy cái ly này là
đó, đúng rồi. Bây giờ mấy cái liền mới không à. Đó. Hay bạn nào thích quay về thập niên 70, 80 qua đây. Đây Thịnh thích các bạn nữa nè. Đó. Ok. Giấm cà phê là hơi tối chút xíu các bạn ha. Cái ly cà phê này bao nhiêu tiền hả Dí? Hai chục rồi, Coca-Cola nữa. Đang trả tiền sao? Thích nhất là cái vỏ hồi nãy nha. Cái vỏ đó chắc thôi. Đây, qua coi cái vỏ lại. Đây, ly tì. Dạ. Dạ, hai cái bàn hồi xưa bị người ta ăn cắp đi rồi. Ồ. Đây, cái vỏ. Cái vỏ này còn cái vỏ này ở kia thôi. Dạ. Cái vỏ này là Dí phải giữ kỹ lắm ha. Ôi à, Dí hồi xưa là cái vỏ này là Dí mua hay là của nhà Dí mua, của ba Dí mua? Ba tôi mua. Wow. Bây giờ lâu lắm rồi. Vẫn còn giữ được tới bây giờ. Ủa giờ mấy cái sắt nó có bị mấy cái cọng kẽm có bị hư không hả Dí? Nó là vậy á. Vậy luôn tới giờ luôn á hả? À. Không có sửa luôn á hả? Không có sửa. Wow. Vậy là phải trên 50 năm hay gì à? Hơn 50 năm. Wow, cái hàng này cái nó giữ được tới 50 năm hơn. Hàng này hàng cổ rồi Dí ơi. Cổ rồi, đúng rồi. Dạ, đợi thêm 50 năm nữa là bảo đảm là thành đưa vô bảo tàng. 60-70 năm rồi. Là tối là tao có lấy vô rồi lấy không được ơi. Bốn cái bánh hư hết rồi. À, lục sập liền là 60 năm, 70 năm gì đó. À, đúng rồi. Hồi xưa 30 đó có vậy không? Cao lên thôi. Nhưng mà bên tại á, ăn cắp mấy lần rồi, giờ bây giờ mới dọn vô. Dạ. Yeah. Nhưng mà họ vẫn để cho mình bán trong hẻm, ý dạng như là vẫn được không cái gì? Hả? Họ không có la hả? Ý là bên phường nào, họ có la không? Không, đâu có bình thường mà đâu có gì đâu. Dạ. Rồi cái bàn này nhìn nó thích thiệt chứ. Những không gian xưa thế này. Đẹp lắm á, bị nó ăn cắp. Nó kêu nó bán, tôi không bán. Dạ. Nó lẽ kỷ niệm, đâu có biết một tháng mấy nó lại nửa len rồi nó cắt dây sơn nó lấy. Rồi. Nó cắt dây sơn. Quay hình khôn nạn. Nó cắt dây sơn nó lấy luôn cái bàn. À, lấy hai cái bàn thôi. Dạ. Ôi, mình đã uống xong ly cà phê các bạn. Cà phê bình thường nha. À, ở đây không phải là cà phê pha máy. Và à, mình thường thì uống cà phê tương đối là nguyên chất hơn. Ở đây mình có cảm giác nó hơi là cà phê bắp á. Nói chung là cà phê bình thường. Thì hôm nay rõ ràng các bạn thấy là mình đi ăn và đi uống ở mức độ và là tạm ổn. Tuy nhiên ở cái quán cà phê này mình cảm thấy rất là vui. Vui là bởi vì nó có những hoài niệm về những góc xưa, về con người, về đồ dùng. Ly cà phê xưa đó là 20.000 đồng. Và một cái chai Pepsi nữa là 10.000 đồng. Tất cả là 30.000 đồng các bạn ha. Và với nó là bán từ khoảng độ buổi sáng tới khoảng độ 12 trưa là hết. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Đây, góc giao của đường Phạm Đình Hổ và Hồng Bàng. Ở đây là số 156 Phạm Đình Hổ, phường 2, quận 6. Đi về thôi. Rồi, chào các bạn. Hiện tại là khoảng độ 8 giờ rưỡi sáng ngày 6 tháng 1 năm 2022. Và mình đang có mặt trên đường Trần Hưng Đạo, Học Lạc. Đây các bạn. Ở đây thì gặp lại anh gọi là anh người Tây đi ha. Lần trước thì Huy với Quỳnh có gặp ảnh ở chợ Nguyễn Tri Phương. Lần này lại thấy ảnh đứng ở đây. Để mình qua nói chuyện với ảnh. Em ơi. Ok.
đây anh bán